chào mọi người đến với trang Miên Official nha. Rồi nè, mới mua được cái mũ của Quýt rất là ngon nha mọi người. Đây là Quýt rất là ngon nha. Em ơi Kiên nè, Kiên rất thích ăn Quýt nha. Nè, tự là lột ăn nguyên một cái luôn. Nè, đưa mày lấy bỏ cho. Chúc mọi người ngày mới sức khỏe nhiều tiền vô như nước nha mọi người. Quýt này rất là nhiều vitamin C nha mọi người. Này mình quýt mình mua rất là tươi, còn nguyên lá luôn. Đó. Sáng hôm nay mẹ Mina không biết là đêm qua bị cái gì, nhưng mà không biết là sáng nay bị sốt, nhưng mà mình đi mua thuốc là mình có triệu chứng là giống như là bị tắc tia sữa vậy đó, nhưng mà mình vẫn cho con ăn. Kiên sắp được 1 tuổi rồi, còn 2 ngày nữa là Kiên được 1 tuổi rồi đó mọi người. Thì năm nay dịch cho nên là mọi người cũng sắm sửa, cũng là mình thấy là cũng hơi hạn chế, nhưng không giống như mọi năm. Mọi năm giờ này là mình thấy rất là đông vui rồi, nhưng mà năm nay mình thấy không khí cũng rất là bình thường luôn. Mm-hmm.